Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 22 tháng 10 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Messi viết lên lịch sử. Một kỷ lục mà Lionel Messi thiết lập gần đây mà ít ai biết đến, nó đã giúp anh vượt qua Cristiano Ronaldo để đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Thưa quý vị, Messi đã tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá thế giới với một kỷ lục mới. Vượt qua đối thủ chuyên kiếp Cristiano Ronaldo sau khi giúp Inter Miami giành chiến thắng 6-2 trước New England vào cuối tuần qua. Đây là dấu ấn quan trọng khi Messi không chỉ lập hat-trick thứ hai trong vòng 5 ngày, mà còn giúp đội bóng của mình đạt số điểm cao nhất trong lịch sử giải bóng đá MLS với 74 điểm. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải thường niên, Messi đã ghi bàn thắng quyết định để nâng tổng số bàn thắng của anh cho Inter Miami lên con số 33, biến anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của câu lạc bộ. Điều đặc biệt là kỷ lục này đã giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá ghi nhiều bàn thắng nhất cho ba đội bóng khác nhau tại Barcelona, đội tuyển quốc gia Argentina và hiện tại là Inter Miami. Với thành tích này thì Messi đã vượt qua Cristiano Ronaldo, người đang giữ kỷ lục ghi bàn cho hai đội bóng là Real Madrid và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Điều này đã tạo nên một sự so sánh rất thú vị giữa hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá đương đại. Trong khi Ronaldo đang chơi bóng tại Ả Rập Xê Út cho Al Nassr, Messi đã trải qua 36 trận để đạt cột mốc 33 bàn thắng cho Inter Miami. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng cho rằng Messi cũng có phần dễ dàng hơn trong việc ghi tên vào lịch sử Inter Miami do đội bóng này mới chỉ được thành lập. Cầu thủ cạnh tranh danh hiệu ghi nhiều bàn thắng nhất tại Inter Miami của Messi đó là người đồng đội Capana. Anh đã ghi được 32 bàn thắng sau 98 trận cho Inter Miami. Không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Inter Miami, Messi còn giữ kỷ lục ghi bàn cho cả Barcelona với 672 bàn và đội tuyển quốc gia Argentina với 112 bàn. Điều này càng khẳng định sự thống trị của anh trong thế giới bóng đá. Màn trình diễn gần đây của Messi càng thêm ấn tượng khi chỉ cần hơn 30 phút trên sân, anh đã lập hat-trick cho Inter Miami, rút đội bóng từ tỷ số hòa 2 đều vươn lên chiến thắng. Messi vào sân ở phút 58 và ngay lập tức tạo ra dấu ấn với bàn thắng đầu tiên chỉ sau 1 phút thi đấu. Sau đó anh tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng nữa vào các phút 81 và 89 trước khi hoàn tất cú hat-trick của mình. Mục tiêu của Lionel Messi và Inter Miami chắc chắn là giành thêm nhiều danh hiệu ở cấp câu lạc bộ. Với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông và danh hiệu Supporters Shield trong tay, Messi và các đội đang hướng tới mục tiêu cao nhất, đó là giành cúp MLS trong vòng playoff sắp tới. Messi cũng sẽ có cơ hội bổ sung thêm danh hiệu quốc tế vào bộ sưu tập của mình khi Inter Miami có suất tham dự Club World Cup năm 2025, đối đầu với các đội bóng hàng đầu như Chelsea, Man City và Real Madrid. Juventus thông báo chiêu mộ Guler. Tài khoản X chính thức của Juventus bất ngờ thông báo chiêu mộ ngôi sao trẻ Arda Güler từ câu lạc bộ Real Madrid. Cách đây ít giờ, Barca thành Turin bất ngờ xác nhận hoàn tất thương vụ chiêu mộ Arda Güler trên tài khoản X chính thức của mình. Chào mừng đến với Juventus, Arda Güler. Tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá thế giới đã là thành viên của đại gia đình Juventus. Bạn đã sẵn sàng cùng nhau tạo nên lịch sử trên hành trình mới này chưa? Bài đăng đã khiến cho các cổ động viên sửng sốt khi Arda Güler mới gia nhập Real Madrid từ Fenerbahce vào mùa hè năm ngoái, ký hợp đồng có thời hạn đến mùa hè 2029. Ngoài ra, ngôi sao trẻ 19 tuổi sẽ không thể rời Los Blancos cho đến kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm sau, trừ khi bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tuy nhiên, Juventus cho biết tài khoản X phiên bản tiếng Anh của câu lạc bộ đã bị hacker chiếm đoạt và đăng nội dung không đúng sự thật. Tài khoản phiên bản tiếng Italia sau đó đã lên bài đính chính. Tài khoản Juventus phiên bản tiếng Anh của chúng tôi đã bị xâm phạm. Vui lòng bỏ qua thông tin sai lệch được đăng tải trên tài khoản này. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề. Ở mùa giải trước, những chấn thương liên miên đã khiến Arda Güler chỉ ra sân 12 lần trên mọi đấu trường. Anh đã thể hiện phong độ ấn tượng tại Euro 2024 vừa qua với một bàn thắng và hai pha kiến tạo, giúp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào tứ kết. Dẫu vậy, sau mùa giải này, Arda Güler vẫn chưa thể giành được suất đá chính thường xuyên cho đội hình của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Totti cân nhắc tái xuất sân cỏ. Huyền thoại Francesco Totti tiết lộ rằng anh đang xem xét khả năng trở lại sân cỏ sau khi nhận nhiều lời mời từ các đội bóng tại Serie A. Một số đội bóng ở Serie A đã gọi cho tôi và tôi thừa nhận những đề nghị này khiến tôi suy nghĩ về điều điên rồ. Quyết định là sẽ rất khó khăn, nhưng trong cuộc sống, bạn không bao giờ từ chối. Có những cầu thủ đã trở lại sau nhiều năm giải nghệ, điều này cũng phụ thuộc vào nơi bạn thi đấu. Nếu trở lại Serie A, tôi sẽ cần tập luyện rất chăm chỉ. Thưa quý vị, Totti đã treo giày vào năm 2017 ở tuổi 41. Thời điểm đó, mối quan hệ xấu giữa huyền thoại bóng đá người Italia và ông chủ người Mỹ của câu lạc bộ AS Roma đã khiến Totti phải chia tay Roma. Đây được cho là đòn trừng phạt của giới lãnh đạo Roma khi mà Totti chỉ trích sự kiểm soát thái quá của giới chủ Mỹ khiến thành tích của câu lạc bộ đi xuống. Tuy nhiên, trong cuộc báo chia tay Roma, Totti khẳng định chỉ trở lại nếu như đội bóng đổi chủ. Trong sự nghiệp của mình, Francesco Totti ra sân 619 trận.
tổng cộng 47.098 phút tại Serie A, ghi được 250 bàn thắng, giành một danh hiệu Scudetto vào năm 2001. Truyền thông Italia nhận định Totti vẫn rất đam mê bóng đá. Trong những năm qua, huyền thoại này thường xuyên tham gia các giải đấu không chuyên. Tôi có thể tái xuất trong 2 hoặc 3 tháng nữa. Nếu có thể phải làm điều điên rồ đó, tôi sẽ làm ở Italia chứ không phải ở nước ngoài. Nếu Inter Milan liên hệ, tôi sẽ hỗ trợ họ trong phòng thay đồ. Virgil van Dijk đàm phán gia hạn với Liverpool. Trung vệ người Hà Lan Virgil van Dijk xác nhận đang đàm phán để gian hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản Liverpool. Mùa giải hôm nay, Lươn Đỏ đang đối mặt với khó khăn rất lớn khi cả ba trụ cột là Virgil van Dijk, Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold đều chỉ có hợp đồng tới tháng 6 năm 2025. Theo thông tin mới nhất, van Dijk xác nhận đang đàm phán với đội chủ sân Anfield. Tôi có thể chia sẻ rằng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi đang tập trung hoàn toàn vào Liverpool, muốn giành chiến thắng trong những trận đấu sắp tới. Tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Điều tôi có thể khẳng định là các cuộc đàm phán đang diễn ra. Hiện tại tôi cảm thấy rất tốt về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đến thời điểm tôi đưa ra quyết định, tôi nghĩ giới truyền thông cũng sẽ biết điều đó thôi. Tương tự trường hợp của Virgil van Dijk, Jacob cũng đang tiến thêm một bước dài trong việc gian hợp đồng với Mohamed Salah, trong khi trường hợp của Alexander-Arnold khó hơn khi Real Madrid đang treo kéo hậu vệ người Anh. Khi được hỏi về tương lai các cầu thủ trụ cột, huấn luyện viên Arne Slot cho biết: "Tôi nghĩ các bạn đánh giá thấp các cầu thủ của Liverpool quá. Những cầu thủ này đã quen với việc được các câu lạc bộ hàng đầu liên hệ, dù họ còn hợp đồng hay không. Điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần của họ. Có lẽ với những cầu thủ 17 đến 18 tuổi, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Nhưng Trent đã vô địch Premier League, Champions League, Virgil và Mohamed Salah cũng vậy. Tôi nghĩ rằng tinh thần của họ sẽ không bị tác động với vấn đề tương lai và họ đang thi đấu vẫn rất tốt." Neymar khẳng định đanh thép khi trở lại. Neymar đã chính thức trở lại Al Hilal sau 12 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tiền đạo người Brazil đã bày tỏ cảm xúc của mình sau trận đấu. Anh đã có lần đầu tiên ra sân sau hơn một năm vắng mặt vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Khi anh vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Champions League giữa Al Hilal và Al Ain. Siêu sao người Brazil vào sân để thay thế cho Andasari ở phút 77. Ngay sau khi Salem Andasari nâng tỷ số lên 5-3, Neymar khi vào sân suýt ghi dấu ấn ngay lập tức khi phù hợp với Mitrovic để tạo khoảng trống rồi tung ra cú sút lệch cột dọc ở bên trái. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 5-4 nghiêng về Al Hilal sau khi Al Ain của UAE rút ngắn tỷ số nhờ quả phạt đền ở phút cuối. Sau trận, Neymar đã chia sẻ như sau: "Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi luôn có một đội ngũ tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã trở lại. Tôi đã trở lại thật." Cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain đã gặp chấn thương dây chằng đầu gối trong trận đấu ở vòng loại của Brazil với Uruguay ngay sau khi anh gia nhập giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi Pro League. Neymar đã phải trải qua ca phẫu thuật vào tháng 11 năm ngoái. Anh gia nhập Al Hilal vào tháng 8 năm 2023 từ PSG với mức phí chuyển nhượng 90 triệu euro, nhưng chỉ kịp chơi 5 trận trước khi dính chấn thương. Câu lạc bộ cũ của Neymar là Santos đã gửi lời chúc mừng anh trên mạng xã hội X nhân dịp anh trở lại sân cỏ. Đã hơn 12 tháng rời xa sân cỏ với nỗi khát khao không thể đo đếm được để trở lại làm điều mà anh ấy thích nhất. Neymar không chỉ là một ngôi sao, không chỉ là thiên tài, Neymar là biểu tượng của niềm vui trong bóng đá. Sự trở lại của anh ấy là niềm hạnh phúc của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Và khi nói về người hâm mộ, cộng đồng Santos có một cảm xúc không thể so sánh. Một mối liên kết đặc biệt hơn cả với cầu thủ người Brazil xuất sắc nhất trong những năm gần đây. Neymar đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Brazil, nhưng anh đã bỏ lỡ kỳ Copa 2024, giải đấu mà Argentina đã giành chức vô địch. Anh đủ điều kiện thi đấu tại AFC Champions League do không có hạn chế về số lượng cầu thủ nước ngoài. Tuy nhiên, Neymar chỉ có thể đăng ký vào tháng 1 để thi đấu cho giai đoạn 2 của mùa giải Saudi Pro League. Các đội SPL có giới hạn về số lượng cầu thủ nước ngoài được phép đăng ký. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVF Vlogs.